Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda Way nâng cấp hoàn hảo ở mỗi góc nhìn. Các chiếc Honda Way hôm nay được người chủ phối gam màu là xám vàng cực kỳ nổi bật. Đi cùng với đó là một loạt đồ chơi cũng được tinh chỉnh lại, thiết kế gọn gàng, giúp chiếc xe vẫn giữ được kiểu dáng vốn có của mình. Ở bộ khóa thông minh tạo ra cái sự an toàn cho con xe khi được trang bị tốt hơn. Với bộ khóa này chỉ mới được trang bị trên các dòng xe sang, còn lại các dòng xe không là phải chúng ta tiêu tốn hơn khoảng tiền tí xíu để độ chế cái máy. Phần đầu trở nên giá trị hơn khi được trang bị cái phần tay thắng Alin đi cùng chế bên bình dầu nhỏ làm ổ chứa dầu. Phía trước là bộ chế điện 2 tầng SinFast đem lại ánh sáng mạnh mẽ hơn cho con xe, di chuyển trong những cung đường tối là ok. Cụm ga ứng dụng là Domino đèn 2 giây bên dưới, nhưng người chủ đã ứng dụng một dây ga thái đi cùng con ga Titan. Đối với các chiếc Grea, đa phần đều được trang bị phanh đùm trước sau. Khi đổ lên việc đầu tiên là chúng ta đang hướng đến là phanh đĩa trước. Ở dòng heo dầu Nissin 2 bíp một bên kết hợp cùng ở dòng heo đỏ, đĩa trước của Winner 220 được bắt giật cây mâm thông qua phòng CNC và qua chiếc ốc xe đặc bảo. Có lẽ đây là một trong những dòng xe hướng tới chạy kỹ, nhưng người chủ vẫn trang bị cho mình trợ lực của Racer Boy kèm sự hành trình 110 đi cùng với những đất tăng chỉnh nặng nhẹ, giúp cố định cái phần đầu chống sắc khi chiếc xe chạy độ cao. Combo được gia công bằng cái đĩa Titan cực đẹp. Nhiều chi tiết như càng thắng cục canh cũng được hai bằng cái đĩa inox. Phục Racer Boy hàng hiệu giá trị cực cao. Đây là món đồ chơi đang được rất nhiều anh em chơi xe hướng tới bởi bằng hiệu năng mẫu mã và cái màu sắc rất nhẹ nhàng, dễ phối cùng rất nhiều mẫu của xe. Trang trưng ứng dụng là mọc Racer Boy 5 cây vàng đồng dành cho những dòng như Quay, Future ứng dụng. Sachi 150-209 dọn kiển cực đẹp với cái phanh của Rainbow. Cái chiếc Sachi 150 độ là một cái dòng hybrid carbon đến từ Indo, kinh đẹp hơn, hiệu năng tốt hơn khi được trang bị rất nhiều món đồ chơi đắt tiền. Trong đó nó bậc nhất hệ thống phanh của Rainbow mà nhiều xe độ hiện nay bây giờ hay sử dụng. Món đồ chơi đầu tiên mình muốn nói đến cho các bạn chính là cái phần tay còn tiếp em. Một món đồ chơi tính từ Domino của Ý được rất nhiều anh em chơi xe ưa chuộng trong thời gian gần đây. Bộ cụm này không được tích hợp cái chân kính rời, vì vậy để bắt người chủ phải minh lại vị trí này thẩm mỹ hơn bằng cái chân CNC. Một cách cũng rẻ tiền, hiệu quả và nhanh hơn là mua ngay cái chân rời của cái cụm là Series 110 khoảng 20k để lắp vào dễ dàng hơn. Với cái cụm tay thắng Rainbow Asset sẽ giúp cho người dùng canh dầu nhanh hơn nhờ vào ốc gió được tích hợp thẳng trên thân cụm, đi kèm với bình dầu rời Rainbow cái màu xám khói trong suốt để dễ dàng kiểm tra tình trạng hộp và châm thêm dầu. Cùng bó tay Spider làm chất liệu cao su cao cấp và tăng cái độ đàn hồi khả năng bấm tay trên cách tuyệt vời. Phía đông Sachi Raider tình trạng là ba cục chụp cao su màu đen khá dễ mất cấp nên người chủ phải minh lại bằng ốc Titan, vừa đẹp vừa sang là khó mất. Nhìn xuống dàn chân trước ta thấy ngay cái sự quen thuộc với cái làm cho anh em chia sẻ này khá là điện đảo là con heo Rainbow lực lớn 2 bít xứng đi cùng bây giờ heo chuột cây màu xám. Phần cái heo được làm bằng cái điểm nhôm CC, sau đó xử lý cái công nghệ nhuộm để có màu đen liền lạc chế phục ở bên trước đến từ con xe. Cái dạng chân sau được trang bị cái heo Rainbow lực lớn 2 bít xứng được tạo các bác xe ngược tự như cái cầm động lớn phát quay xứng mô độ trong góc bên dưới đây, không chỉ đẹp mà còn có rất được cơ động, thay lên xe xuống tùy theo ý thích người chủ và không cần phải chế lại bất cứ chi tiết gì. Những chi tiết nhỏ nhất ở phần dàn áo bị được cố định bằng ốc Rhinam tạo ra cái sự nổi bật cho con xe này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên nhớ like và subscribe.